Ngọc Lan kính chào quý khán giả của Người Việt Online. Mở đầu phần tin hôm nay là tin Việt Nam. Vào chiều 22 tháng 8, giá vàng ở Việt Nam lên tới mức kỷ lục là 48 triệu 800 ngàn đồng, tương đương với 2.440 đô la là một lượng. Người ta ước tính chỉ trong một tuần lễ, giá vàng đã tăng khoảng 5 triệu đồng, tương đương với 250 đô la một lượng. Ngay lập tức, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lên tiếng khuyến cáo người dân nên bình tĩnh, không nên chen lấn mua vàng và coi chừng mắc bẫy giới đầu cơ làm giá. Tin cho hay, rất nhiều người xếp hàng ở các tiệm vàng phải bỏ về vì không đủ kiên nhẫn chờ tới lượt. Nhiều tiệm vàng đóng cửa, nghỉ bán hàng hàng tiếng đồng hồ, nại lý do hết hàng. Một số khách hàng tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng vọt chứ không dừng lại ở mức này. Vì vậy mà không ai bảo ai, mọi người ùn ùn kéo nhau đi mua vàng mỗi khi giá vàng tăng. Trong đợt khủng hoảng giá vàng vừa rồi, chính phủ Việt Nam đã tung đô la ra mua 10 tấn vàng để giữ giá trong nước. Lần này thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ mới đưa ra lời khuyên người dân nên bình tĩnh, chớ vội vàng mua vàng sẽ làm bẫy của người đầu cơ, chứ chưa thấy hứa hẹn nhập cảng vàng để làm dịu cơn sốt. Cũng liên quan đến phần tin Việt Nam, thì thói quen thích ăn rau sống đã làm cho 60 triệu người Việt Nam mắc bệnh giun sáng. Đây là kết quả mới nhất được Hội nghị Nguy cơ từ các bệnh giun sáng công bố như là lời báo động về dịch bệnh nguy hiểm này tại Việt Nam. Phúc trình của bác sĩ đại diện môn nội y Trường Đại học Y khoa ở Sài Gòn được công bố ngày 21 tháng 8 cho biết có 60 triệu người Việt Nam bị nhiễm các loại giun như giun đũa, giun tóc và giun móc. Bác sĩ Trần Thị Khánh Tường của bộ môn này cho biết các loại giun này không chỉ sống ở dạ dày và ruột mà còn di chuyển lần đến gan, phổi, cơ bắp, thậm chí tới não bộ của người bệnh. Theo báo Tiền Phong, một tài liệu nghiên cứu của Trường Đại học Y khoa ở Sài Gòn đưa ra hồi năm 2007 cho biết có trên 97% các loại rau sống bày bán ở các chợ Sài Gòn có chứa trứng giun. Các y bác sĩ Sài Gòn xác nhận rằng hầu như những người ăn rau sống ở Việt Nam đều bị nhiễm giun. Giới y khoa Việt Nam còn đưa ra một con số so sánh cho thấy trung bình mỗi năm người Việt Nam mất 28 triệu 500 ngàn lít máu để nuôi giun trong cơ thể. Sang phần tin thế giới, lãnh tụ phía nổi dậy ở Libya hôm thứ Hai cho hay họ đã bắt giữ thêm một người con trai khác của nhà độc tài Muammar Gaddafi, nâng tổng số con của ông ta hiện bị giam giữ lên thành 3 người. Ông Mustafa Apel Jalin, người đứng đầu Hội đồng Quốc gia chuyển tiếp, cho báo chí hay đã bắt được Al-Sadi Gaddafi đêm Chủ nhật cùng với người được coi là sẽ kế vị Gaddafi là Saif al-Islam. Các cường quốc Âu Châu đang gửi phi cơ đến hỗ trợ các nhóm nổi dậy ở Libya, kêu gọi nhà độc tài 69 tuổi này hãy ngưng chống cự để chấm dứt tình trạng đổ máu kéo dài đã 6 tháng nay. Tổng thống Barack Obama tuyên bố Muammar Gaddafi và chế độ của ông ta phải nhận ra rằng thời gian cai trị của họ nay đã chấm dứt. Một viên chức ở thành phố Benghazi, nơi đặt bộ chỉ huy của phía nổi dậy cho hay, một số đại diện của họ đã được bí mật gửi vào thủ đô Tripoli thời gian gần đây để liên lạc với những người trước đây còn trung thành với Gaddafi nhằm mục đích tránh khỏi tình trạng hỗn loạn sau khi thủ đô được giải phóng. Thành phố lớn với 2 triệu dân này trong tình trạng căng thẳng, các cửa tiệm đóng cửa và nhiều nơi không ai ra đường. Cũng trong phần tin thế giới, thì chiếc phi cơ chiến đấu tàng hình đầu tiên của Nga đã phải hủy bỏ cuộc bay biểu diễn ở hội chợ hàng không quốc tế được tổ chức ở Moscow hôm Chủ nhật vì giới hữu trách cho hay là trở ngại động cơ bên phải. Chiếc phi cơ T-50 đã không cất cánh khỏi phi đạo và phải thắng lại bằng dù. Chiếc T-50 đã bay lần đầu tiên vào tháng 1 năm 2010, nhưng từ đó đến nay không thấy xuất hiện trước công chúng, cho tới khi có hội chợ hàng không Moscow với sự chủ tọa của Thủ tướng Vladimir Putin. Chiếc phi cơ này được chế tạo nhằm mục đích đối đầu với phi cơ F-22 Raptor của Mỹ, vốn được sử dụng từ năm 2005 và không quân Mỹ hiện có 168 chiếc. Chiếc T-50 hiện vẫn chưa có động cơ mới và các trang bị điện tử tối tân nhất và việc sản xuất hàng loạt chỉ dự trù diễn ra vào năm 2015 là nhanh nhất. Sang phần tin trong nước,
thì ông Tâm Huỳnh vừa chính thức trở thành hiệu trưởng trường trung học Yaba Bruna High School, thành phố San Jose vào hôm thứ Bảy tuần qua. Ông cũng là vị hiệu trưởng gốc Việt đầu tiên của một trường trung học tại California. Tin cho hay, trước khi được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường Yaba Bruna High School, ông Tâm Huỳnh là phó hiệu trưởng của trường này. Theo tổ chức Vietnamese American for Education and Community Leadership, trong thời gian ông Tâm Huỳnh làm phó hiệu trưởng, sĩ số học sinh của Yaba Bruna High School tăng từ 93.8% lên đến 97% và được Hội đồng Giáo dục Học khu East Side khen ngợi. Trước đó, tân hiệu trưởng Tâm Huỳnh dạy lịch sử trong 10 năm. Ông cũng là điều học viên nhiều chương trình giáo dục khác. Ông Tâm Huỳnh tốt nghiệp cử nhân và cao học tại Đại học St. Mary's College. Trường trung học Yaba Bruna mà ông Tâm Huỳnh làm hiệu trưởng thuộc học khu Eastside Union High School District San Jose, nơi có tới 40% học sinh gốc Việt. Buổi lễ ra mắt tân hiệu trưởng Tâm Huỳnh còn có sự hiện diện của một số vị dân cử địa phương như ông Dave Costis, giám sát viên Santa Clara County, ông Lân Nguyễn, chủ tịch hội đồng giáo dục học khu Eastside và bà Lê Thị Cẩm Vân, ủy viên hội đồng giáo dục học khu Eastside. Cuối cùng là tin hơn 5.000 trẻ em và thanh thiếu niên ở Mỹ bị thương do rơi từ cửa sổ mỗi năm. Nghiên cứu cho thấy nhiều em bị rơi từ lầu 1 hoặc lầu 2. Như vậy, tai nạn này không chỉ xảy ra ở các nhà cao tầng nơi các khu đô thị. Trẻ em trong lứa tuổi học mẫu giáo có nhiều nguy cơ bị tai nạn và dễ bị thương ở đầu hơn so với các em lớn tuổi hơn. Hầu hết 2/3 các trường hợp bị thương đều từ các em dưới 5 tuổi, lứa tuổi rất hiếu động, tò mò và chưa ý thức được tầm nguy hiểm nếu bị rơi từ cửa sổ. Nghiên cứu này được đăng hôm thứ Hai trên tạp san Pediatrics mà các nhà nghiên cứu đã thu thập được nơi các phòng cấp cứu từ năm 1990 đến năm 2008. Trong thời gian này, có hơn 98.400 trẻ em bị thương. Số bị thương cao nhất là vào những tháng hè, khi cửa sổ thường được mở rộng và các vụ rơi từ lầu 1 hoặc lầu 2 chiếm hết 94%. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin hôm nay. Ngọc Lan kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chưa bao giờ sự tìm kiếm thông tin các cơ sở thương mại Việt Nam tại Hoa Kỳ lại dễ dàng như bây giờ. Tất cả thông tin, địa chỉ, số điện thoại, số fax, email, website của 30.000 doanh nghiệp trên 25 thành phố, 6 tiểu bang đều được đưa về một vị trí. Một website 30.000 doanh nghiệp Việt.